ở trường đại học Yorklea của Mỹ, người ta đã làm một cái ví dụ điển hình về mặt là những người họ có xây dựng được ước mơ và định hướng được ước mơ, đi đến con đường ước mơ của mình. Thì là họ hỏi 100 sinh viên, thì có tới 97 sinh viên không trả lời được chính xác rằng ước mơ của tôi là gì. Và thường chỉ có 3 người trên số 9 trong số 100 người đó trả lời được rằng là ước mơ chính xác của tôi là gì và tôi có kế hoạch hành động ra sao. Rồi, xin chào các em học sinh trung học phổ thông. Các em có bao giờ đặt một câu hỏi thế này: tại sao có những người họ học trong trường rất là giỏi và có những người học trong trường rất là yếu, trong trường trung học phổ thông ấy, mà khi ra ngoài đời thì có những anh học yếu họ lại có một cuộc đời rất là thành công, còn có những anh học giỏi thì khi ra ngoài đời họ có một cuộc sống rất là đau khổ. Vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện đó? Tại sao chúng ta được học cùng một cô giáo, sinh ra cùng một ở một địa phương, cùng một môi trường, nhưng đến khi sau 20 năm thì có những người họ có hàng vài chục tỷ, thậm chí vài trăm tỷ, và có những người phải lo ăn từng bữa. Sự khác biệt lớn nhất đó là nằm ở chỗ một cái người mà họ ngay từ thời cấp 3 họ đã xây dựng được ước mơ, xây dựng được con đường để đi đến ước mơ, thì họ sẽ thành công sớm hơn rất nhiều với những kẻ chỉ học giỏi mà không có một con đường để đi. Đó chính là chương trình hướng nghiệp. Và thưa các bạn, ở trường đại học Yorklea của Mỹ, người ta đã làm một cái ví dụ điển hình về mặt là những người họ có xây dựng được ước mơ và định hướng được ước mơ, đi đến con đường ước mơ của mình. Thì là họ hỏi 100 sinh viên, thì có tới 97 sinh viên không trả lời được chính xác rằng ước mơ của tôi là gì. Và thường chỉ có 3 người trên số 9 trong số 100 người đó trả lời được rằng là ước mơ chính xác của tôi là gì và tôi có kế hoạch hành động ra sao. Và 3 người đó sau 20 năm tốt nghiệp thì người ta kiểm tra lại tổng tài sản của 3 người định hướng được rõ ước mơ của mình và con đường đi, thì tổng tài sản của 3 người đó bằng 100 lần tổng tài sản của 97 người kia cộng lại. Để các bạn thấy rằng ước mơ nó cực kỳ quan trọng thế nào. Và ngay bản thân tôi cũng vậy. Để có ngày hôm nay là chủ tịch một tập đoàn, thì cái ước mơ đó nó đau đáu và nó nằm sát trong đầu tôi hàng giờ. Để khiến cho tôi lao động, lỗ lực và hành động để đi đến ước mơ. Và đó chính là sự khác biệt trong cái việc mà mình định hướng được, xây dựng được ước mơ một cách rõ ràng và định hướng được con đường đi. Và tôi không muốn các bạn mất nhiều thời gian, bởi vì để làm được rõ cái ước mơ như vậy, tôi đã phải lăn lộn hàng chục năm, tôi mới xây dựng được một cách chi tiết. Và tôi không muốn các bạn lãng phí thời gian tuổi trẻ mà không xây được ngay từ hôm nay. Thì đó là việc mà tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi đến với các bạn trẻ trong ngày hôm nay, để chúng ta xây dựng được ước mơ một cách chi tiết và định hướng được con đường để đi đến ước mơ. Đồng thời, từ đó mình có con đường, có đích đến, thì cái sự nỗ lực của mình khác hẳn những người bình thường khác. Đó chính là chương trình hướng nghiệp dành cho các bạn trung học phổ thông. Và chào mừng các bạn đến với chương trình hướng nghiệp trung học phổ thông. Xin mời các bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Tìm hiểu ngay để làm chủ ước mơ doanh nhân. Liên hệ website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn hoặc hotline 1800 577 7722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn, hotline 1800 577 7722, nhánh 1 2.